trên kênh truyền hình Mỹ CBS Sports trước loạt trận tứ kết Champions League mùa giải 2023-2024. Richards và người dẫn chương trình Kate Upshaw có dự đoán giống nhau. Danh thủ Thierry Henry cho rằng Arsenal sẽ vô địch Champions League lần đầu, còn cựu hậu vệ Jamie Carragher đoán đúng việc Bayern và PSG sẽ vào bán kết. Tuy nhiên, cả bốn đội bóng được dự đoán vào bán kết là Man City, Arsenal, Atletico và Barca đều bị loại. Man City thua Real Madrid trên loạt đá luân lưu ở lượt về tứ kết tại Etihad, trở thành cựu vương. Arsenal thất bại chung cuộc 2-3 trước Bayern Munich không ở phong độ cao. Atletico Madrid thì thua ngược Dortmund 4-5, dù có lúc dẫn cách biệt 2 bàn ở cặp đấu này. Trong khi Barca cũng thua ngược PSG 4-6, bỏ mất lợi thế dẫn 2 bàn tại lượt về. Tại bán kết Bayern Munich gặp Real ở lượt đi tối ngày 30 tháng 4, còn Dortmund đấu với PSG sau đó một ngày. Bayern và Real là hai đội giàu truyền thống ở Champions League, tiền thân là Cúp C1 với 20 danh hiệu. Nhưng đây mới là lần đầu họ gặp nhau kể từ bán kết Champions League 2018. PSG là đội duy nhất còn lại chưa từng đăng quang, dù đã vào chung kết năm 2020 khi họ thua chính Bayern.